Dòng tâm sự thứ nhất, mẹ chồng mới đến được 2 ngày thì tôi phải đi công tác. Lúc về mở tủ lạnh mà tôi sững sờ. Vì không yên tâm để hai bố con ở nhà với nhau, tôi đành nhờ mẹ chồng lên ở một tuần để tôi yên tâm đi công tác. Chi tiết của dòng tâm sự ra sao, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Hai vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm. Kết tinh của tình yêu hai đứa là một cậu con trai kháu khỉnh, 2 tuổi. Nhờ cố gắng làm ăn và được đàn ngoại hỗ trợ, nên hai vợ chồng tôi mua được căn nhà chung cư để ở, thoát kiếp ở thuê. Nói về nhà chồng, bố chồng tôi đã mất sớm, một mình mẹ vất vả nuôi 2 đứa con khôn lớn thành người. Biết hoàn cảnh nhà anh như vậy, bố mẹ tôi rất cảm thông, dặn tôi sau này phải đối xử thật tốt với mẹ chồng, vì bà đã vất vả nhiều rồi. Lúc cưới, em gái chồng vẫn đang đi học, nên hàng tháng chồng tôi vẫn gửi tiền về quê để đỡ đần cho mẹ. Em gái chồng vì thương mẹ nên không đi học đại học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong, em ấy liền kiếm việc làm ở quê. Ai khuyên em ấy cũng không nghe. Con bé nói: anh chị ở thành phố lâu lâu mới về thăm mẹ. Em mà đi học nữa thì ai ở nhà chăm mẹ? Ngày xưa vì mẹ vất vả quá nhiều nên bây giờ ốm đau liên miên. Sao em yên tâm đi học để mẹ ở nhà một mình cơ chứ? Mà đại học cũng không phải là con đường duy nhất để thành công. Đầy người không học cao nhưng vẫn giàu có cuộc sống tốt đẹp đó thôi. Chuyện không đi học đại học là do em tự nguyện. Mẹ hay anh chị không cần phải áy náy gì đâu. Tôi thật sự không ngờ con bé còn trẻ mà lại suy nghĩ sâu xa như vậy. Vợ chồng tôi vừa mừng vừa cảm thấy xót xa. Tuy em gái đã đi làm, nhưng để hỗ trợ thêm cho mẹ và em gái, mỗi tháng hai vợ chồng tôi vẫn trích ra một khoản nhỏ để gửi về cho mẹ. Mẹ từ chối nhưng tôi vẫn cứ đưa. Cuối cùng bà đành nhận, nhưng bà bảo rằng bà chỉ giữ hộ, khi nào hai vợ chồng tôi cần thì sẽ đưa cho. Năm nay kinh tế khó khăn, công ty tôi cắt giảm nhiều nhân sự nên những người ở lại bị dồn việc khá nhiều. Cách đây không lâu tôi có lịch đi công tác một tuần. Tôi đành gọi điện nhờ mẹ chồng lên ở vài hôm để chăm sóc cho cháu. Tôi không yên tâm khi để hai bố con ở nhà với nhau vì chồng tôi vụng về lắm. Mẹ chồng tôi hồ hởi nhận lời ngay. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là lần này em gái chồng tôi cũng đi theo. Có mẹ chồng và em gái chồng ở đây, tôi hoàn toàn yên tâm đi công tác vài ngày. Mẹ và em lên được 2 ngày thì tôi phải đi công tác. Ngày nào chồng tôi cũng gọi điện, khen bà ngoại chăm cháu và làm việc nhà khéo như thế nào, hai cô cháu chơi vui vẻ ra sao. Nghe kể mà tôi cũng vui lây, chỉ mong sớm xong việc để về nhà đoàn tụ với gia đình, để đưa mẹ và em đi thăm thú vài nơi, vì chẳng mấy khi có dịp họ lên thành phố chơi. Chờ mãi thì cuối cùng cũng đến ngày tôi xong việc và trở về. Hôm đó chồng ra tận sân bay để đón tôi. Về đến nhà đã thấy một bàn đầy ắp đồ ăn. Lúc mở tủ lạnh để lấy vài viên đá, tôi càng sững sờ hơn khi chiếc tủ lạnh vốn trống trơn nay lại đầy ắp đồ ăn. Thấy biểu cảm của tôi, mẹ chồng liền giải thích: con về rồi nên ngày mai mẹ và em cũng về quê luôn. Nhà cửa để không cả tuần lễ mẹ cũng lo. Với lại em con cũng chỉ được nghỉ như thế thôi, không thể nghỉ làm thêm được nữa. Mẹ thấy con suốt ngày bận bịu, ăn uống sơ sài quá, nên mẹ nấu mấy món ngon cất trong tủ lạnh cho con ăn dần. Làm gì thì làm, cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình con à. Qua quả và bánh trái là em mua đấy. Nó còn mua cho con bịch tinh bột nghệ và bột mè đen gì nữa đó. Em bảo thấy con hay kêu đau dạ dày nên mua tinh bột nghệ cho con uống. Thấy tóc con rụm đầy nhà, da đen sạm đi nên nó mua bột mè đen cho con uống để đẹp tóc và đẹp da. Mẹ nghe em nói như vậy chứ cũng không rành mấy thứ này lắm. Tôi xúc động trước những lời dặn dò của mẹ chồng. Không ngờ mẹ và em lại để ý và quan tâm đến tôi từng chút một như vậy. Chồng tôi đứng bên cạnh thì phụng phịu, nói với giọng đầy ganh tị:
người ngoài không biết lại cứ tưởng mấy người là con ruột, là chị em ruột, còn tôi là đi ở rễ cơ đấy. Cả nhà tôi cười xòa trong hạnh phúc. Mọi người trách anh vợ tính trẻ con, đi ganh tị với vợ. Ngày hôm sau, khi tiễn mẹ chồng và em gái ra bến xe, mà lòng tôi tràn ngập cảm xúc. Tôi cảm thấy không nỡ, và tôi cũng thấy mình thật may mắn khi có được một người mẹ chồng và một cô em gái chồng đáng yêu như vậy, hết lòng quan tâm đến con dâu. Tôi chỉ mong tình cảm giữa chúng tôi vẫn mãi mãi như vậy mà thôi. Dòng tâm sự thứ hai, bụng bầu to, tôi vẫn phải vất vả đi làm để nuôi chồng ở nhà ăn chơi. Nhân dịp mẹ chồng ra chơi, tôi đã tố tội của chồng. Bà rất bức xúc khi biết chồng tôi không chịu đi kiếm việc làm, chỉ ở nhà ăn bám vợ bầu. Trước khi cưới, chồng tôi đã bị mất việc. Anh dự định sau khi cưới xong sẽ đi kiếm việc làm. Sau khi lấy vợ, anh cũng nộp hồ sơ, có vài chỗ gọi đi làm, nhưng mỗi nơi anh chỉ làm được vài tuần là xin nghỉ. Anh tìm đủ mọi lý do để bao biện cho sự lười biếng và kém cỏi của bản thân. Nhiều lần tôi nhẹ nhàng khuyên bảo chồng. Tôi bảo anh nên thay đổi bản thân để thích nghi với môi trường làm việc trong công ty. Bản thân là nhân viên mới, đến nơi nào cũng phải khiêm tốn, biết lắng nghe và biết nhường nhịn, rồi còn giúp đỡ mọi người xung quanh để lấy lòng đồng nghiệp trong công ty. Vợ chồng cũng phải cùng nhau cố gắng làm việc chăm chỉ thì mới có tiền để mua nhà, chứ không thể ở trọ cả đời được. Thế nhưng anh chẳng bao giờ để tâm đến những lời nói của tôi, mà còn bảo trứng mà đòi khôn hơn vịt. Có lẽ vì anh học cao hơn và nhiều tuổi hơn vợ nên những lời tôi nói chẳng là gì trong mắt chồng. Vì không thể nói nổi chồng, tôi đành phải sống trong sự ấm ức. Vậy là hàng ngày tôi bụng bầu vẫn phải đi làm từ sáng sớm đến tối mới về. Còn chồng ở nhà ăn chơi và ra quán uống cà phê hay đi tập thể dục thể thao. Đúng là ngược đời, tôi bầu bì nặng nề, phải đi làm nuôi người chồng chỉ ở nhà ăn chơi. Lâu nay không thấy chúng tôi về thăm gia đình. Hôm chủ nhật vừa rồi, mẹ chồng ra chơi và mang rất nhiều thực phẩm tươi ngon ở quê ra. Mẹ hỏi han về công việc của chúng tôi như thế nào. Tuần tới, chúng tôi có định về quê dỗ cụ hay không? Tôi bảo bụng bầu to đi lại khó khăn. Với lại chỉ một mình tôi đi làm, lương lậu chẳng đáng bao nhiêu. Phải để dành tiền cho việc sinh con, nên phải chi tiêu hết sức tiết kiệm. Vì thế, để đến Tết rồi về một thể. Khi mẹ biết chồng tôi vẫn chưa chịu kiếm việc làm, bà tức lắm và trách anh ấy là kẻ ăn bám vợ mà không biết xấu hổ. Mẹ chồng tôi nói rất nhiều, vậy mà chồng tôi lại tỏ thái độ không muốn nghe. Trong lúc tức giận, mẹ vơ hết quần áo của chồng tôi ném ra cửa và đuổi đi. Mẹ không thể chấp nhận một đứa con trai cao to khỏe mạnh lại để vợ bầu nuôi. Nhìn mẹ tức đến phát khóc vì con trai mà tôi thương bà vô cùng, tôi cũng thương cho chính bản thân mình. Tôi không biết phải nói như thế nào để anh ấy chịu đi kiếm việc làm đây. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.